chỉ bay hướng phùa không khen lưu nằm ta em tông lai xin bé đi hề lại kín hứa hành đồ khăn này lù nhớ âu phùa bay lắng hương chắc nằm ta em chẳng sáng ngủ hương hao cật cùng trường không em bao ai em
của chúng ta đã biết rằng tạo hóa đã ban tặng cho mỗi con người chúng ta một trái tim, nhưng chỉ có một người yêu thương mà thôi. Và mỗi con người chúng ta cũng phải đi tìm một người trái tim nơi yêu thương còn lại. Và đây bạn Bích Hồng và Huy Hoàng của chúng ta ngày hôm nay đây, họ đã tìm được bến bờ hạnh phúc cho riêng mình. Họ đang trải qua bao nhiêu cung bậc cảm xúc và những yếu tố trong cuộc sống. Và đến ngày hôm nay đây, tình yêu của họ đã chín muồi. Trên sân khấu, tình yêu hạnh phúc của chúng ta ngày vui hôm nay là sự hiện diện của đôi bạn Bích Hồng và Huy Hoàng. Và đây quý vị, chúng ta sẽ cùng nán lại một giây phút dành tặng cho đôi bạn của chúng ta một tràng pháo tay thật to, thật lớn, thật nồng nhiệt. Chương trình ban tổ chức gia đình xin được trân trọng và kính mời các bác đại diện ở bên gia đình những đấng sinh thành sẽ cùng tiến về phía sân khấu tình yêu, cùng ra mắt tả đồ hôn và cùng ra mắt quan viên hai họ về phía nhà trai. Ban tổ chức gia đình xin được trân trọng kính mời bố Gà Phát Thiện và mẹ Gà Thị Diện. Bên nhà gái trân trọng kính mời bố Lượng Văn Phong và mẹ Gà Thị Thanh. Xin được trân trọng kính mời các bác sẽ cùng xuất chuyển về đến sân khấu tình yêu. Chào mừng quý vị khách quý, các quý chị trân trọng và kính mến. Thật đúng là đã trải qua ba mùa hoa nở mà tình chúng ta chưa lên vợ thành chồng. Phải chăng cho mối tơ hồng nó chưa đôi thành sợi, chưa lồng thành đôi? Mà tại vì mỗi đứa một nơi, cho nên cho vốn lẻ loi cô vòng. Với thằng bạn ơi thương lấy đi cùng, tin rằng các giống nhân trong một dàn. Sống có phải nước dân số biển, đã yêu nhau vì chẳng toàn giàu nghèo, mà đã yêu nhau thì yêu thật là lâu, mà đã thương thân thật kiếp sau vẫn còn. Yêu nhau từ tuổi chân non, yêu nhau từ tuổi tóc còn ngang vai. Em như dòng suối cuốn quanh, còn anh như nguồn nước chất lần chảy ra. Ban tổ chức gia đình xin được trân trọng và thân ái kính mời bác đại diện phái đoàn họp nhà trai đến từ mảnh đất Nam Kỳ Sông Mã sẽ có đôi lời phát biểu với tập thể hôn hôm nay. Trân trọng kính mời. Những lời phát biểu rất thành mộc mạc và tràn đầy ý nghĩa của bác đại diện cho phái đoàn họ nhà trai. Tiếp tục chương trình xin trân trọng và kính mời bác đại diện phái đoàn họ nhà gái của chúng ta sẽ đáp từ trân trọng kính mời. Hỏi là có mẹ không có ông mẹ à, thì chủ tôn hỏi là thế tôi là bác ta là chỉ có ông nó có các bón nó không sầu qua có nam châu họ có đi có biển báo lại trai la chú của bà mới. Rất là buồn thì số có sẵn qua thì có nhìn nó qua ơ sống sái mà nó của mẹ kém quá ơ là qua chú ý của chẳng chú con xả có ba con xả qua chúng tôi nó còn sau này phải thấy im ơ sống sái cho luôn ơ sống sáng nó được chỉ nhất trí cao quản cho ba mở ra nó cũng mở sáng hà này nó như biến trăng mới chẳng đến chén mới lên chén ngang ơ thì chương vượt mã ơ đánh đéo nhảy cái này không ơ mắc kế hoạch còn to thắng non không khởi quốc thì thắng cáo mới cũng tì không non. Sống ba hỏi mấy cửa chết tám người cũng bị con ông rồi cái năng thời gian nữa thì họ đi xa cô đi đi qua kia chỉ xe máy chạy tám được qua mua cho cũng cũng buồn còn nghe đôi tàu đôi lạc qua mở hỏi khi nào ngày xưa còn cũng đi qua trông nó ở cũng bò cũng mè tên cầu tên xích tên sao nó và cả là khăn tên biết khăn đi lại cây khăn đi tiền hỏi mất lại cho lắng áo chờ có của nghe nông một cổ biết tan thẳng thì kim cầm bất thôi coi nó có mè tên cầu tên chim nữa thầy cho phép. Còn cho phép con em đến cá sông tại tối đa tặng ai tên lại từ con bác thầu làm những sủ vái của con chơi tô và con đám chân chân từ con bác thầu còn cho chân cầu đúng cầu tà còn cho chân ảo ảo hợp tác còn cho chân hạ tối chính quân còn cho chân xã viện quân tù bạn muốn sủ vái nói biết buồn thì nhớ xã quảng tất cả nói đẹp trời tới để kỷ niệm chi tô trà còn chân bỏ đồ lãng không đang ngọt thừa làm gì nhưng ngắm đầu một vấn còn bình báo lại trái ra. Bởi cha ta cũng bởi nhớ cũng luôn bởi chúng chúng ta bởi dựng tìm sao đó tìm báo có thứ áp của chú rồi chẳng phải sợi hút một số cầu phố còn yêu đúng cùng ta cho hàng cầu tên sống sớm trong một nước hàng rồi mà cái khóc tất nhiên cũng có chú già một lúc còn là một tài còn đứng trẻ về cùng
ดูฝั่งงานจะเอาจูบยึดเขาเอาลูกชาติดูชักดูรู้ชาติเป็นผู้สร้างอาบุญแล้วต้องจูบแข่งกันเมื่อเอาโฉลังยี่โฉลังที่ถูกติดเอาล่องล่างขวางโกงานเข้ามาแต่ตั้งบนไม้ถึงตัวยองไม่ถึงตัวม้วนเอาโฉแก้ทองตัวนี้หลาเกี่ยวจูบเป็นคนตับเย้าในหอนยังทำจริงเรื่องตายาวยังเย้าต่ออาโมชออาบุญต่อเป็นเรื่องมาเกี่ยวเช้าวันนี้ช่างม้อนดูหลานช้าเพื่อเป็นผมมีพี่พ้องมาชอบของผมคนต้องต้องทำให้แม่ดาวว่างแข่งจอมนี่เราผมพี่lắng nghe những lời phát biểu đó là những lời trao giao nhiệt thể mà các bác đại diện hai bên gia đình họ đã dành tặng cho nhau. Và kể từ giây phút này, các bạn Bích Hồng và Huy Hoàng của chúng ta sẽ sống với nhau đến xa long bạc đầu. Và một lần nữa tạm biệt quý vị, một tràng pháo tay thật lớn hơn đi quý vị ơi. Cảm ơn quý vị rất nhiều và tiếp tục chương trình sau đây, trân trọng kính mời đôi bạn Bích Hồng và Huy Hoàng sẽ cùng tiến về phía tầm bánh tình yêu. Trân trọng kính mời hai bạn. Thưa quý vị thân mến, thật đúng là bánh tình, bánh nghĩa, bánh thơ thề, hai mái tàu xanh nguyện ước thề. Chắc chọn khi mời sẽ cầm tay trong tay các bánh tình yêu trên sân khấu hạnh phúc ngày hôm nay. Thưa quý vị thân mến, thật đúng là em như sóng biển vô bờ và anh như bãi cát tự trời sóng em. Hai người yêu bút còn xanh, đời mùa xuân đến tương cảnh trổ hoa. Trong lòng hoài ý mẹ cha, hết với chị vui ta vui mừng. Đến với ngày vui của hai bạn ngày hôm nay, bóng cho dịch số bắc vượt xa đường mừng. Trên sóng dưới tương bừng, chờ mong hài hước đó vượt tương lai. Liên tục chương trình, ban tổ chức gia đình xin được trân trọng kính mời các bạn sẽ cùng di chuyển về phía thác ly. Kính mời chúng thể hữu đoàn sẽ có bật chai sâm banh đầu tiên trong đó tình yêu hạnh phúc ngày hôm nay. Và với chai sâm banh đầu tiên này, một lần nữa là để quý vị sẽ cùng cổ vũ thật to thật lớn và cổ vũ tinh thần cho chúng thể hữu đoàn của chúng ta.
kính mời những người cha người mẹ chân sinh ra từ đầu mỹ thuật sẽ có món quà tuyệt vời nhất dành tặng cho hai con trên sân khấu. Tình yêu trân trọng kính mời. Vô cùng ý nghĩa dành tặng cho hai con, chúc cho hai con trăm năm tình viên mãn tận đầu nghĩa phu thê, và món quà vô cùng hạnh phúc, vô cùng ý nghĩa tuyệt vời nhất dành tặng cho hai con trên sân khấu. Đến từ những người thân, người thân, đến từ những người thân, người thân, đến từ những người anh, người
chị đã dành tặng cho bạn của chúng ta những món quà hạnh phúc và thật tuyệt vời, thật hạnh phúc nhất trên sân khấu tình yêu. Trân trọng cảm ơn những món quà rất nhiều và trân trọng cảm ơn sự hiện diện của các bạn những đấng sinh thành. Trân trọng kính mừng các bạn đại diện hai bên gia đình sẽ cùng trở về với vị trí danh cờ, trở về với vòng tay yêu thương của toàn thể quý vị. Đến từng bàn thiền, đến từng mâm cỗ, chúc mừng rượu quát uống của bạn cũng như thay cho lời cảm ơn, trân trọng kính mời. Cô dâu của chúng ta, cô dâu Bích Hồng và Huy Hoàng, chúng ta sẽ cùng nắm lại một giây phút. Trân trọng kính mời các bạn sẽ cùng trở về với vòng tay yêu thương của toàn thể quý vị. Tiếp từng bàn tiệc, tiếp từng mâm cỗ để chúc mừng rượu quốc hội của bà.